đi đâu vậy? Không có gì hết, coi qua đi, coi qua đi. Để đâu luôn kìa. Anh Lượng, trời ơi, anh có sao không vậy? Trời ơi, đi đứng mà mắc mũi đi đâu vậy? Có sao không? Không. Không sao. Thôi em coi coi. Thôi chết rồi, chuẩn bị sưng rồi. Em đi vô em lấy dầu cho anh nha. Khỏi. Bây giờ móc á, móc lấy cái tay nè. Đây nè, cái móc đặt lên đây là nó hết đau liền à. Thiệt không? Thiệt á, đặt thử đi. Đặt thử đi. Thôi cha mẹ ơi, như thuốc tiên vậy đó. Nghe đặt cái hết đau liền luôn á. Để tay về ngoài luôn đi, đừng để bỏ xuống. Để đi. Thiệt, để hết đau thiệt á. Ừ đó, hết đau rồi đó.